ai qua cũng giúp, nhưng phải trật tự mới được. Tôi bắt đầu mà sao từ từ được? Người lùi lại đi. Ừ, trật tự đi. Lại muốn chết hả? Muốn tôi khóa cái cửa này lại không? Từ ngày được bổ về đây cả một tuần lễ rồi, Quan có ngủ được miếng nào đâu. Báo hại tôi phải. Người ta biết Quan Liêm nên người ta mới tới. Buồn ngủ muốn chết luôn à. Chứ ở huyện này thiếu gì Quan mà toàn tham quan không à. Đúng không mọi người? Đúng không? Trật tự đi. Đã nói là Quan ai cũng giúp hết á, nhưng phải cho Quan coi cái đơn để Quan biết đường mà Quan xử nó chứ. Tụi tôi nghèo quá không biết viết chữ, làm sao biết viết đơn? Đúng không bà con? Đúng rồi. Tôi nói lại nha, tôi muốn gặp Quan. Bà có đơn chưa? Bà này gan quá, ba ngày ba mặt dám hối lộ quan trên hả? Quan này là quan đàng hoàng nha, chưa có đơn đứng qua một bên. Đây không phải là đồ hối lộ. Không phải là đồ hối lộ, đưa bức tượng này làm gì? Đơn đó hả? Cái này là... Dạ bẩm quan, đây là pho tượng của người đàn bà này. Bà nói rằng đây là đơn khiếu nại của bà, nên con nghe lùng bùng lỗ tai, con mới kêu bà vô đây gặp quan. Tại vì con nghĩ chỉ có quan mới có thể hiểu được bà. Thôi được rồi, ngươi lấy ghế cho bà ấy ngồi và lui ra ngoài đi. Dạ. Xin mời bà ngồi. Dạ, con xin phép cáo lui. Dạ, đội ơn quan. Sự tình như thế nào? Tại sao bức tượng này là đơn kêu nài của bà? Dạ, bẩm quan, thật ra thì con cũng không biết. Không biết à? Dạ, thật sự là con không biết nên mới tới nhờ quan. Con chỉ có thể kể cho quan nghe câu chuyện tại sao con có bức tượng này. Chuyện đó có liên quan tới chồng của con. Chồng của bà? Dạ. Lúc về làm vợ chồng con đã gần 40 tuổi, làm nghề mai giá thêu thùa, cũng gọi là có tiếng ở trong vùng. Chồng con lúc đó đã ngoài 60, qua vợ gần 20 năm, có đứa con gái lấy chồng ở làng bên, có một thằng cháu ngoại mà ổng cưng như cưng trứng. Vốn dĩ lúc đó chồng con không hề có ý định tục quyền. Hả? Không có ý định tục quyền? Vậy sao... Dạ, đồ của ông Xui ông, của anh Bùi Rễ ông và của bé Bạc cháu ông. Ông coi kiểm lại giùm em. Trời ơi, có sao không? Có sao không? Không có sao, không có sao, không có sao. Đứng dậy đi, làm cái gì vậy? Ông ơi, con té có sao, còn cái này không có sao hết ông. Con coi cái bàn tọa có bị bầm không, rồi lấy dầu sức đi. Ôi, mà ăn thua vậy ông ơi. Đó, ông thấy chưa, mới nhìn nghe ông nói là con cháu ông về chơi, vậy là con sai sắp nhỏ. Nên là từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ngày hai ba bận mấy bữa nay luôn á. Giết á, ông coi coi, cái nhà này nè, bóng hớn à, sạch trơn luôn á. Tới còn á, mà con bám không được, huống hồ cho hạt bụi. Bởi vậy, ông mới biểu thằng Đực với thằng Tèo á, bữa nay á, khỏi chăn trâu nữa. Ở nhà coi nhỏ, không khéo rồi nó bị té, nhớ lấy đôi guốc bằng gót cho nó mang. Ở nhà, coi chừng thằng nhỏ, hồng ấy nó té. Đó, cô thấy chưa? Ông con á, thương cháu quá trời quá đất. Vậy sao không đặt tên là Vàng hay là Hộp Xoàn luôn đi? Ông thương cháu gì đâu á, còn chưa thấy ai hả? Thương cháu như là ông vậy trơn á, mà đã vậy ngang. Con rể với con gái về chơi á, quay quyến con heo luôn. Gà thì nhốt cả bầy, cá giọng cả lu, đồ ăn đồ uống á hả? Ê hề, như là cái đám giỗ vậy cô.
ở đó nói tầm bậy tầm bạ. Công xá gì đó tính cho cô Trinh chưa? Để cho người ta về. Dạ. Dạ xong hết rồi. Cảm ơn ông, em về. Có gì thì ông cứ kêu em. Dạ cô gì. Em về nha. Ông, con hỏi thiệt nha, ông thấy cô Trinh sao? Sao là sao? Nè, ông đừng có nói với con á là ông không có biết cô Trinh có tình ý với ông nghe. Một người á hiền lành, giỏi giang, nết na, thùy mị. Được người như vậy đó, thầm thương trộm nhớ. Vậy đó mà ông giả đò ngó lơ. Con nói thiệt á, con tiếc gì đâu. Nè, đừng có nói bậy, mang tiếng cho người ta, tội nghiệp. Ông già rồi, từng tuổi này á, vui với con cháu là được rồi. Tự nhiên đeo bông chi thiên hạ họ cười sao? Không có, không có. Ông mà già cái gì? Ông không nhớ hả? Ông Chánh á, ông ngoài 70 rồi. Vậy mà ông còn cưới vợ tư nữa. Còn ông á, mới có ngoài 60 à, con thấy trẻ dữ lắm á. Nè, ông nhớ cái câu người ta nói không? Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Huống chi á, ông mà giao hết cái gia tài này cho con rể của ông đi. Nè, mai mốt á, ông nằm một chỗ á, chưa chắc là con rể của ông á nuôi lại ông đâu nghe. Mà con á, là con sợ á, con sợ đến cái lúc đó đó ông không có nhà mà ở luôn á. Con hỏi thiệt nghe, cái ngày hôm nay nè, ông kêu ở bển qua đây, ông định nói là giao hết gia tài cho cháu ngoại ông phải không? Thì sao? Thiệt tình á, tại con không phải là ông thôi, con mà là ông á hả, con không có vội vàng như vậy đâu. Đầu tiên á, mình phải cân nhắc trước sau, điều nhiên thực tế. Mình phải coi thật sự coi á, cái gia tài của mình vào tay của ai, rồi người đó nắm gia tài của mình, rồi họ tính cái gì, rồi họ có hậu với mình về sau hay không, rồi sau đó con mới quyết định là cho. Ý mày nói là thằng Bùi chứ gì? Đừng có rảnh rỗi mà nghe thiên hạ người ta móc mỉa nha. Cứ thấy người ta nghèo là nghĩ xấu cho người ta. Con á, con không có nghe, mà con cũng không có nghĩ, mà con thấy. Thấy gì? Thôi, thôi, con không có nói đâu. Nói nghe coi. Thôi, con không có nói đâu. Mắt công á, con nói xong á, cái ông hỏi thiệt không, thiệt không, thiệt không. Mà mày thấy cái gì? Con thấy. Nói. Cái bữa mà ông sai con đem gạo qua cho cô Lụa, cái xong sau đó con đi ra, cái con đi ấy á, mà cậu á, cậu cứ tưởng con đi về rồi, cho nên á, chửi đổng lên vậy nè. Gạo á, nứt đố đổ vách luôn. Vậy á, mà cho con xe gạo à. Phải chi á, mang qua xe vàng đi thì còn yêu, còn thương. Cái thằng bạc á, ông thằng bạc nó mới hỏi mời bà, vậy khi nào con mới được về nhà ông ngoại chơi? Cái ông biết cậu trả lời sao không? Sao? Không có ông ngoại nào hết đó, chỉ có một ông nội là cái ông bên này thôi à. Đó, ông nghe vậy ông thấy được không? Mày nói thiệt không? Thấy chưa, thiệt không, thiệt không, thiệt không ngoại à. Không lẽ cái thằng đó lá mặt lá trái vậy sao? Không có đâu. Ông thử đi, biết liền à. À, cái gì? Con biết rồi. Bữa nay á, ở bển về đây á, là nghe phong phanh á, là ông sẽ giao toàn bộ cái tài sản cho cháu ngoại của mình. Ông. Sao? Ông thử làm như vậy theo con nói coi. Mà đúng như lời của con nói á, thì ông biết rồi hen. Ông lo cho ông đi. Cô Trinh mà đổi ý hả, ông được có tiếc rồi nha. Ta mà bây giờ lấy vợ, dễ gì mà có con. Huống chi là con trai. Thôi, con nào cũng là con. Thằng Bạc là cháu ngoại duy nhất. Giờ ta không cho nó là cho ai? Cô làm gì đứng đây vậy? Dạ chào ông. Chào cô cậu. Cô cậu mới về chơi hả? Cô làm gì ở đây?
Làm gì ở đây mà lần nào tôi về cũng thấy cô lảng vảng trong nhà của cha vợ tôi là sao? Dạ, tại vì lần nào cô cậu về, ông cũng đặt tôi may cái này cái kia làm quà, cho nên may đồ. Đặt may thì may thôi, làm gì mà lén lén lúc lúc trình đập nhà người ta vậy hả? Dạ, tại ông xui tôi á, đáng tuổi cha cô mà nghe thiên hạ đồn rùm lên á là cô tính rụ cho ổng chết để chiếm gia tài của ổng, có không? Thiên hạ đúng là độc miệng, không có lửa thì làm sao có khói. Cô đừng có mơ. Bữa nay ổng kêu tôi về là để chia gia tài cho thằng Bạc hết rồi, cô không sơ múi gì được đâu. Với lại cha tôi đâu có ngu. Tuổi này ông chỉ chơi bời cho vui thôi, chứ rước của nợ về chi cho nó mệt. Nhưng mà cho dù nếu như ông có rước cô về, đến lúc mà ông xuống lỗ, gia đình tôi cũng nắm hết à. Cô nhắm có giành nổi với con cháu nhà này không? Dạ. Mới tới hả? Chào dạ, con chào cha. Cha. Dạ, tôi xin phép. Có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu cha. Dạ. Con nói là con kiếm được thợ may rồi. Nay mai cô này cô khỏi cần ghé nữa. Cha, nhìn cha dạo này khỏe quá. Vậy sao? Qua đây với ngoại nè. Qua đây, qua đây con. Đây, qua đây với ngoại nè. Qua với ông ngoại đi, đi. Ông ngoại cho ông tiền kìa. Ông ngoại có nhiều tiền lắm. Đây. Cái thằng này mới không gặp ông ngoại có mấy tháng mà quên rồi sao? Bữa nay ông ngoại kêu về là cho thằng Bạc nhiều vàng lắm đó. Bạc vàng gì ở đây? Đừng có nói dốc con nít, để nó nói mình gạt nó. Thôi vô nhà đi. Vậy không phải hôm nay qua đây để sao con nghe nói? Đâu có gì đâu. Lâu lâu cha nhớ cháu, nhớ tụi con, nên muốn ăn với tụi con một bữa cơm. Vậy thôi. Thôi vô đi, đồ ăn sẵn sàng hết rồi. Dạ đi. Anh vô đi tụi con. Biết trước như vậy, đừng hòng tôi kéo cô tôi qua đây. Biết lắm mà. Nó nói về ở đây mấy ngày mà không nghe cho gia tài, nó lấy cớ nó đi luôn. Dạ, tại con. Phải chi á, con đừng có nói cho ông nghe, để ông làm theo suy nghĩ của mình, vậy là vui rồi. Nhưng mà ông cũng nghe, cậu á mắng với cô Trinh xối xả luôn. Vậy mà khi ông ra làm cái mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì hết trơn á, con người ghê thiệt luôn. Mà chuyện này á là chính tay ông nghe ngang, mắt ông thấy ngang, để ông thôi á, ông đổi thừa con là đặt đeo sầm bậy á. Không phải là ta mắt mù tai điếc, chẳng qua ta hy vọng là mình tốt với nó thì nó cũng thương mình. Giờ thấy đúng là thằng này không được. Của cải mà vô tay con người như thằng Bùi á thì còn hại nó thêm nữa. Bởi vậy ông ơi, ông tính sao cái vụ gia tài này nè? Ta đang nghĩ hay là đem hết cho làng, để sau này làng chia hết cho những người hiền lương chịu khó làm ăn. Không được, vậy là kỳ lắm ông. Mình làm như vậy là tội nghiệp cho chị Lụa với thằng Bạc, mang tiếng với con cháu là ăn ở thất đức. Cho nên ông gia mình đem của cải cho hết người ngoài. Nó nói cũng có lý. Ông! Cái gì? Có một cách. Sau đó ít lâu, ông sai người đem lễ tới nhà, hỏi tôi làm vợ. Vợ chồng chung sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Một năm sau trời thương, tôi có thai thằng nhỏ. Lớn tuổi rồi, tự nhiên có đứa con trai để nối dõi tông đường.
nên chồng tôi vui lắm. Vậy thì còn con rể của chồng bà. Dạ, con biết cha. Tự nhiên nhà mình có thêm người, đúng là có phúc hả cha? Dạ. Phải. Nếu mà lần này được đứa con trai thì đúng là trời thương ta đó. Dạ phải. Nhà mình có đứa con trai nói giỏi tông đường, mà ở tuổi cha chuyện này đúng là hy hữu. Mình phải ăn mừng thiệt lớn nha cha. Phải vậy chứ. Ta cảm ơn hai đứa. Giờ hai đứa ở đây chơi nha. Ta đưa dì đi bốc thuốc một lát rồi về liền. Dạ, tụi con chào cha. Cẩn thận nghe mình. Nàng có thấy gì lạ không? Ở tuổi của cha, làm sao có thể sanh con nhanh như vậy được? Thì chắc là do cha khỏe mạnh, khí lực dồi dào mạnh mẽ thôi. Không thể nào. Chắc chắn có khuất tất gì đây. Không thể nào tin của bộ đó được. Ý chàng là không lẽ chàng nghĩ gì lẹo tẹo với ai hả? Phải rồi. Bây giờ cho dù có hay không, ta vẫn phải làm cho mọi người nghĩ như vậy. Chàng tính vu khống cho gì tội ngoại tình hay sao? Vậy nàng muốn đứa nhỏ mà mụ ta sinh ra cướp hết tất cả mọi thứ hay sao? Nàng cũng biết, nếu nó thực sự là đứa con trai thì theo luật đương nhiên nó sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của cái nhà này. Những ngày cuối của thai kỳ, tự nhiên ở trong làng có những lời đồn thật là ác ý, khiến cho con tâm thần hết sức bất an. Có lúc tưởng chừng không thể giữ nổi thằng nhỏ. Đi chợ về hả? Sao nghe nói là cô bị chồng quýnh mà? Hả? Sao tôi lại bị chồng đánh? Thì bởi tôi nghe mà bán tín bán nghi đó. Cô đang bầu bì như vậy, có ghen mấy thì ghen, ai lại đi đánh vợ, bụng mang dạ chữa. Huống chi ông Lê đâu phải người hàm hồ như vậy, đúng không? Ghen tuông? Ừ. Ai nói với chị chồng tôi ghen rồi đánh tôi? Thì tôi nghe nói cô qua lại với thằng Tứ dân chài gì đó, nó vẫn chưa lấy vợ để chờ cô. Rồi ông Lê ổng biết được rồi ổng đánh cô, đúng không? Ai sao độc địa đặt điều cho người ta như vậy chứ? Mà chưa đâu nghe, tôi nghe nói đứa nhỏ trong bụng cô là của thằng Tứ. Chứ ông Lê ổng hết tí quách rồi, còn đâu mà con với cái nữa. Mà nghe nói hai người hè nhau bẫy ổng, chờ khi nào ổng ngủm cù nèo thì bay vô hốt tài sản của ổng. Nè, sao vậy? Thôi, không khó thì thôi. Thôi cô về nhà nghỉ đi nghe, chứ để không thôi xảy thai ổng biết được là ổng giết tôi chết á. Đi về nghỉ đi. Cái này tôi nghe nói, tôi nói lại thôi chứ không phải tôi à nghe. Thím làm tốt lắm. Tốt là tốt cái gì? Mày không thấy hả? Bả đang choáng váng muốn xỉu đó. Bả mà xảy thai á là tao ăn hận cả đời luôn đó. Nếu mà nó xảy thai,
tôi sẽ cho bà thêm gói bạc nữa. Thôi đi, tội chết đó. Tao cứ tưởng là nói chơi thôi, chứ đụng tới mạng người hả, thôi tao không dám làm đâu. Được ít bạc ăn cũng hết, rồi tới khi chết không có nhắm mắt đó mày. Bà muốn ngưng thì cứ ngưng, nhưng mà nhớ lại coi, không phải bao nhiêu tin tức đồn đãi về cái nhà đó từ miệng của bà chui ra hay sao? Thì tại tao không biết. Cứ cho là tao tham đi. Nhưng mà sao mày muốn hại bà dữ vậy? Dù gì bà cũng là mẹ vợ của mày đó nha. Ông Lê cũng là người tốt chứ bộ. Tôi không cần biết. Bà muốn làm nữa thì làm, không làm nữa thì thôi. Nhưng mà định nhớ, tất cả những điều thị phi của gia đình đó cũng chính từ cái miệng của bà. Liệu ông còn đối xử tốt với bà nữa hay không? Đây, công của bà bữa nay đó, nếu làm nữa tôi sẽ trả gấp đôi. Cầm đi. Nè. Kiều Minh, mình sao vậy? Dạ, hả? Em không sao. Em chỉ bị choáng chút thôi à. Đi, đi vô trong này ngồi đi. Đi. Tôi đã nói mình nặng nề rồi đó. Chợ búa, nhà cửa có gì giao hết cho gia nhân. Mình cứ nghỉ ngơi thôi. Mình cứ đi như vậy, không có tôi bên cạnh, có gì làm sao trở tay kịp. Em không sao thiệt mà. Mụ nói em phải xuyên đi lại cho dễ sanh. Em nghỉ ngơi chút là khỏe lại thôi hả? Vậy thôi mình nghỉ đi. Để tôi kêu tụi nó mang cho mình một chén sen hầm nha. Mình à, mình có tin em không? Sao tự nhiên mình hỏi vậy? Không có gì đâu. Em chỉ sợ mình không tin em. Ai nói gì mình cũng đừng có nghe nha. Em chỉ có một mình thôi à. Đứa bé này chính là con của mình. Em thề trên tính mạng của con đó. Tới tay mình rồi sao? Ủa, bộ mình cũng nghe rồi hả? Mình đừng có nghe những lời nhảm nhí đó. Tôi mà biết đứa nào đơm đặt chuyện này là tôi không tha cho nó đâu. Nói thiệt, tôi nói mình đừng đi ra ngoài là sợ mình nghe ba cái chuyện nhảm nhí đó rồi nghĩ ngợi lung tung thôi. Chỉ cần mình tin em thôi. Em sợ nhất mình nghĩ em lấy mình vì của cải của mình. Tôi tin mình mà. Thôi, nghĩ đi. Để tôi đem canh hầm cho mình ăn. Dạ. Dạ, chào ông. Thiếm đó hả? Tôi đang tính kêu tụi nhỏ qua nói với thiếm là có muốn mót lúa không? Tôi để cho mấy sào. Dạ, tôi biết rồi ông. Nhưng tôi qua là để... Để... Gì đây? Sao lại đưa bạc cho tôi? Nợ nần cô trả hết rồi mà. Dạ, vẫn còn. Tôi vẫn còn nợ ông. Đó là... tiền công của tôi đó. Tiền công? Dạ, có người trả công cho tôi để hại ông. Đúng ra là... hại cô Trinh và đứa nhỏ trong bụng của cô Trinh. Tôi không cần biết chuyện đó. Nhưng mà nếu á, thiếm thấy nói ra cho nhẹ lòng á, thì thiếm cứ nói, tôi nghe. Dạ, số là như vậy. Người đó biết tôi nhiều chuyện. À, biết tôi ruột để ngoài da, nên đưa tiền biểu tôi đi tung tin cô Trinh cặp kè với thằng Tứ đánh dặm. Cô nhận tiền rồi, nhưng thấy vợ tôi bị choáng nên không đành lòng, chạy tới đây báo tôi biết đúng không?
Dạ đúng rồi. Mà sao ông biết hay vậy? Dạ chỉ tại ông tốt với tôi quá cho nên tôi không đành lòng làm thôi. Bây giờ tôi nói ra được rồi, tôi khỏe gì đâu á. Tôi còn biết ai đưa tiền cho cô nữa kìa. Thiệt hả ông? Mà ai vậy ông? Có ai xa lạ đâu, thằng Bùi chứ gì. Sao ông hay quá vậy? Ông nói một cái là trúng phốc luôn. Bây giờ ông biết rồi, tôi nghĩ là nó sợ mất cái gia tài này vô tay mẹ con cô Chinh, cho nên nó mới làm như vậy. Miếng ăn tới miệng rồi mà mất, ai mà chẳng tức. Mà như vậy rồi ông tính làm sao? Đây, bạc của thím. Thím cứ giữ đi, coi như thím chưa gặp tôi. Đừng nói cho nó biết là tôi biết. Vậy hả ông? Ừ. Ông sợ là nó biết ông biết chuyện này rồi làm cho nó thẹn chứ gì. Ông còn muốn giữ hòa khí với con rể hay sao? Ông đúng là người nhân đức thiệt. Thôi được rồi, cảm ơn thím. Thím về đi. Dạ, tôi cảm ơn ông. Cũng may sóng gió rồi cũng qua. Mấy tháng sau con sanh được cháu trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Em dễ thương quá à. Bà nghe cho rõ đây, tôi gia hạn cho bà thêm một tuần trăng nữa. Bà phải ép ổng lập di chúc để toàn bộ tài sản lại cho thằng Bạc. Chỉ cần ổng chia tài sản lại cho thằng nhỏ này một chút thôi, tôi hứa với bà, ngày ổng xuống lỗ cũng là ngày mà tôi tính sổ với hai mẹ con bà. Mình à. Cha tôi chết rồi, trên đời này ai còn dám đứng ra bảo bọc cho hai mẹ con bà. Bà lo tính mạng cho con trước đi. Dạ. Chào cha. Cha ơi. Cha. Con của con của dì á giống cha lắm. Con đang nói với dì á là nhà mình có phúc lớn đó cha. Dạ đúng rồi đó mình. Anh rể chỉ tới mừng em trai thôi. Đúng rồi. Đồ giả dối. Từ ngày cô báo cho tôi là cô có thai, tôi đã biết cô là đứa lừa đảo rồi. Cô vụng trộm với ai rồi về đây đổ hết cho tôi. Nói. Mình à. Em. Sao mình. Từ lâu tôi đã biết tôi không có con được nữa. Tôi để coi có lúc nào đó cô thành tâm tự thú với tôi. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Cha. Thì ra là cha cũng đã nghe hết rồi hả? Con sợ mang tiếng dành gia tài cho thằng Bạc, cho nên con không dám nói. Đã vậy, cha, cha đuổi con mụn này đi đi cha. Đuổi đi cha, đuổi liền đi cha. Mình à. Không phải là cha không có ý đó, nhưng mà lâu nay vì người ta muốn mang giả chữa, mình đuổi đi như vậy em mang tiếng nhẫn tâm. Bây giờ là mới sanh còn yếu ớt. Thôi, coi như nhà của mình có thêm một đôi đũa, một cái chén trong nhà. Từ nay chuyển xuống dưới khu gia nô ở. Mình à, quan cho em, quan cho con lắm mình ơi. Thằng nhỏ đặt tên là Phi, có nghĩa là không, là vô thừa nhận. Nó sẽ không được hưởng bất kỳ một lợi tức nào trong căn nhà Hồ Lê này. Còn tụi con về đi, sau này mọi thứ á cha đều để lại cho thằng Bạc. Dạ. Đợi ngày cha 100 tuổi cha sẽ viết di chúc cho nó. Dạ, cha thật sáng suốt. Gia nô đâu? Dạ. Lôi mẹ con nó xuống khu gia nô. Dạ. Mình về thôi. Cái này thì khó à. Tại sao bà nói ông già mừng lắm? Hay là ông chỉ giả bộ để cố ý xoa dịu thằng con rể? Dạ,
cũng không hẳn chỉ là giả bộ. Không lẽ... Dạ, tối hôm đó con mới hiểu rõ ngọn nguồn. Mình ơi, quan cho em lắm mình ơi. Đồ ăn còn nóng đó, mình ráng ăn đi, để có sức mà nuôi con nữa. Vậy ra không phải mình nghi em một dạ hai lòng hả? Vợ chồng ăn ở mấy năm trời, tôi còn không hiểu mình hay sao? Vậy ra mình làm như vậy là để con rể bớt hằng học với con mình. Nhưng mà có cần phải làm tới mức này không? Chuyện mạng sống của mình với con, giá nào tôi cũng phải làm. Vậy là mình đã nghe hết rồi hả? Tôi biết thằng đó, vì cái gia tài này nó dám làm bậy lắm. Bởi vậy cứ để cho nó nghĩ tôi ghét bỏ mình, rồi không nhìn thằng Phi. Chỉ có vậy nó mới để cho mình yên thân. Mà thế nào nó cũng cho người dò la, nên tôi cứ để cho người trong nhà thấy mình ở đây. Thành ra bây giờ chỗ này là chỗ an toàn nhất. Rồi mỗi đêm thằng Nô sẽ đem đồ ăn thức uống, quần áo sạch, mọi thứ cần thiết cho mình. Mình à, nhưng mà em thấy lo lắm. Mình cũng biết từ trước tới giờ em đâu có màng tới gia tài của mình đâu. Sau này mình có 100 tuổi, cho con bao nhiêu, cho cháu bao nhiêu là quyền của mình, em cũng đâu dám can thiệp. Nhưng mà thằng Bụi nói dù thằng Phi chỉ được một chút thôi, nó cũng sẽ không tha. Mình cứ yên tâm lo cho con, tôi đã có cách rồi. Phi không phải là vô, mà là phi thường lớn lao. Tôi mong sau này lớn lên con mình sống không phí hoài, làm được những điều hữu ích. Hai ông bà phải sống như vậy bao lâu? Dạ 3 năm. 3 năm? Vậy là suốt 3 năm trời bà phải giả bộ làm người ở trong chính nhà của mình sao? Dạ vậy đó, mà cũng không yên. Rể của nhà con là người đa nghi lắm. Mình à. Nè, tôi kêu nàng giả bộ điều tra thử coi hai mẹ con nó có phải ở khu Gia Nô hay không. Kết quả sao rồi? Mình à, thật ra hồi nãy em vẫn thấy hai mẹ con vẫn ngồi ăn cơm trong cái chòi rách nát đó. Sao tôi vẫn cảm thấy không yên tâm? Cho là cha giận, cha đuổi đi, nhưng mà nó vẫn ở trong nhà. Lỡ đâu nửa khuya cha xuống kiếm thì sao? Không có đâu mình ơi. Nàng làm sao hiểu đàn ông bằng ta được? Chừng nào mà thằng Phi nó còn ở trong nhà này thì ta cảm thấy không yên tâm một chút nào. Vậy mình tính làm cái gì? Phải làm cho nó đi khuất mắt đi. Dạ, mời cô cậu uống nước. Người làm ở trong nhà này cũng mướt mát quá, đâu có thua gì kẻ ăn trắng mặt trơn đâu hả cô Chinh? Dạ, nhờ ơn của ông đối tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, nên tụi tôi cũng không đến nỗi tàn tạ. À, cô cậu có cần gì thêm thì cứ sai biểu, nếu không tôi phải xuống bếp để nấu cơm. Cô Chinh à, cô không biết nhục hả? Mình à. Ừ. Đừng nói là cô không hiểu. Ngoại tình bị đài xuống làm đầy tớ, chai mặt ở lại nhà chồng. Sao cô không đi luôn đi? Dạ, mong cậu hiểu cho. Mẹ con tôi bây giờ không nơi nương tựa, cứ coi như là tá túc ở đây kiếm ăn qua ngày, có nhục cũng đành chịu. Đi đi, tôi sẽ cho cô ít vốn.
Dạ, thật sự bây giờ tôi cũng đã có tuổi rồi, lại còn thêm con mọn nữa, cũng không biết phải đi đâu, mong cậu thông cảm. Cái con mũ mặt dày này. Mình à. Cô. Dạ, cô chào cha. Dạ cha. Tụi con ra giường coi thằng Bạc, nó đang leo trèo trên cây thăng thoát vậy đó. Cháu ngoại ta sau này lớn lên nó khỏe mạnh lắm đây. Dạ phải vậy chứ cha, vậy thì nó mới có sức cai quản ruộng vườn của ngoại để lại chứ. Dạ đúng phải. Đó cha. Đi đi, ra ngoài coi nó. Dạ. Nó đi rồi, mình bỏ đó nghỉ đi. Nó nói gì mặt nó, đừng có để bụng. Dạ em quen rồi, mình đừng có lo. Được sống bên cạnh mình và con, dù ở thân phận nào em cũng thấy vui hết. Con đâu mình? Ủa, không phải nó đang chạy chơi với bé Bạc sao? Ủa, tôi mới vừa ngoài đó về, sao không thấy? Tôi đã dặn mình rồi, hễ mà thằng Bùi nó qua nhà mình á thì mình không được rời đứa con. Vậy để em đi kiếm con. Để tôi. Nè con trai, con chỉ ngồi ở đó chơi thôi, không được leo lên cao nữa, nguy hiểm lắm, biết chưa? Dạ. Đợi con lớn lên đi, cha sẽ dạy cho con leo trèo, thậm chí là leo lên đầu của người khác ngồi nữa kìa. Nghe chưa con? Dạ. Phi Phi, lên đây chơi Bạc nè. Nè, mày đi đâu đây? Nếu mày ở ngoài sông, tao đã quăng mày xuống sông rồi. Mày muốn leo cây chứ gì? Được, tao sẽ cho mày leo cây, leo càng cao càng tốt. Nè, mày muốn leo cây đúng không? Leo càng cao càng tốt. Cha. Cha, em nó đòi leo cây, mai mà con ra kịp đó cha. Không sao. Con kêu ông Bạc leo xuống đi, trèo cao là té đau đó. Dạ. Bạc, xuống đi con. Dạ. Xuống đi. Dạ, tụi con vô nhà nha cha. Giờ ta vẫn còn sợ sợ đây, mà nó dám mưu hại con ta. Lỡ ngày nào ta khuất núi thì ai bảo vệ con ta? Ta phải làm sao đây? Nói vậy nhưng đó là 3 năm hạnh phúc nhất đời con. Chồng con lúc nào cũng hết lòng theo sát, bảo vệ mẹ con. Nhưng chỉ được 3 năm yên ổn cuối cùng đó thôi. Rồi chuyện gì phải tới, cuối cùng cũng tới. 3 năm sau, chồng con bệnh nặng. Lúc biết mình không qua khỏi, ông kêu con cháu về. Cha biết lần này cha sắp đi xa, cũng như lời hứa trước đây. Hôm nay trước mặt đông đủ cả nhà, cha muốn
công bố di chúc công khai để cả nhà mình sau này khỏi ai thắc mắc. Nô, bây giờ đọc đi con. Dạ. Thất thập nhi sinh phi ngô tử, giả kỳ điền sản giao giữ tử tế, ngoại nhân bất đắc tranh đoạt. Câu này có nghĩa là 70 tuổi mới đẻ ra nó, không phải con ta. Ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được chiếm đoạt. Đúng rồi. Cha ơi, con cảm ơn cha. Cha hiểu con lắm cha ơi. Không ngờ cha hiểu con như vậy. Con cảm ơn cha. Vô đây. Cho mẹ con mà ở chỗ này á là phước lắm rồi đó. Đáng lẽ ra chiếu theo di chúc, tống cổ hai mẹ con bà ra ngoài đường cúng dường. Nhưng mà thôi, thấy bà cũng ngoan ngoãn biết điều, từ nay á coi như xong, khỏi phiền nhau nữa. Ai mà ngờ đâu cái lão già đó cũng bạc dữ. Mình ở đây hả mẹ? Vô đi con. Bỏ mẹ con em rồi, mẹ con em biết sống sao đây? Mình ơi, mình muốn lấy cái này hả? Con yên tâm đi, rồi sẽ có ngày mẹ đòi lại công lý cho con, nhất định là như vậy. Vậy bây giờ đã là 18 năm, sao bà nghĩ ta là vị quan đó? Dạ, quan đến đúng ngày con sanh thằng Phi 18 năm trước. Con tin lời chồng con. Nhưng mà thật ra ta vẫn chưa hiểu ý của ông nhà là gì.
Bây giờ ta cần thời gian xem xét. Bà cứ về đi. Tạm thời bà cứ để bức tượng này ở đây. Dạ. Đội ơn quan. Thật là đáng thương. Làm cái gì vô duyên vô cớ triệu ta lên đây? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Dạ bẩm quan, miếng đất là cha vợ ta để lại. Có nhân chứng, chút thư đàng hoàng. Kẻ nào? Kẻ nào dám kiện ta? Đứa nào? Hả? Đứa nào? Hỗn sược! Dạ. Ta là quan tri huyện mới của huyện này đây. Sao? Dạ bẩm quan, ý của con không phải là như vậy đâu. Ý của con muốn nói là kẻ nào đã kiện con rồi đưa con lên đây. Ai kiện thì ngươi sẽ biết thôi. Cho mời nhân chứng. Bà. Dạ, chào quan. Bà dám kiện ta hả? Bà muốn cái gì? Ngày xưa lúc cha hấp hối, bà có mặt ở đó, bà cũng nghe rõ mà. Mà giờ bà đòi xem xét lại là sao? Xem xét cái kiểu gì? Chút thư đó đâu? Dạ, con nói có sách mách có chứng. Dạ. Dạ đây nè quan. Chúc thư này không hợp lệ. Dạ giờ bẩm quan, tại sao nó không hợp lệ à? Chúc thư này chính ta cha con viết. Dạ. Dạ có điểm chỉ đàng hoàng à? Dạ đúng vậy thưa quan. Không sai. Nhưng mà điểm chỉ này chỉ là tạm thời che mắt ngươi, để ngươi đừng hại chết mẹ con người vợ sau của cha vợ ngươi thôi. Quan nói vậy, vậy thì quan có bằng chứng gì không? Quan nói vậy mà không có bằng chứng, quan cũng mắc tội vu khống cho người dân đó. Được. Ta có bản gốc của chúc thư này. Bản gốc? Quan nói là quan có bản gốc. Vậy không lẽ nó... Bản gốc nào? Làm gì có bản gốc nào? Bịa đặt. Người đâu? Oh.
Không lẽ pho tượng này rỗng bên trong? Có nhớ pho tượng này hay không? Ý của Quang nói là cha vợ của con giấu bức chúc thư thật đó ở trong pho tượng này à? Đúng vậy. Vậy Quang đọc đi. Người xem đi sẽ rõ. Tưởng sao? Nghe cho rõ đây, ruộng đất ta giao cho con rể, người ngoài không được tranh giành. Có khác cái gì đâu? Số chữ thì không có gì khác, nhưng mà nghĩa thì khác nhau hoàn toàn. Khác chỗ nào? Quang cứ nói thử xem. Bản trong pho tượng có thêm mấy dấu phẩy, người nghe cho rõ đây. 70 tuổi mới sinh thần phi, đó là con trai ta. Ruộng đất ta trao cho con, rễ người ngoài không được chiếm đoạt. Trời ơi, Quang thông minh quá, hay quá. Không thể nào, cái này là giả mạo, ta không phụng đâu. Cái này rõ ràng là giả, giả mạo. Mừng quá mẹ. Bức thư này là giả mạo, đây là giả mạo. Không phụng, ta không phụng. Ta không phục đâu, ta không phục. Cái ông già họ Lê này không phải là tay dừa. Thú vị thật. Nhờ có mấy dấu phẩy thôi mà cứu được vợ con, bảo toàn gia sản. Đúng là hay. Hay thật. Không thể nào, bức chúng tôi này rõ ràng là giả mà. Như vậy thì ta không phục. Ta không phục, không phục. Ta không phục. Mình ơi, mình ở đây em chơi. Mẹ ơi. Chồng con đã không nhìn lầm người. Mẹ con đổi ơn trời biển của Quang. Dạ con tạ ơn Quang. Dạ đội ơn Quang. Người nên cảm ơn dạ, người chồng đáo để của người. Mưu trí, biết lo xa, đó mới là người tài giỏi đó. Quang đúng. Quang tài giỏi ghê. Quang hết đó. Hôm nay cùng lúc ta có được ba học trò, Âu cũng là cái duyên của ta. Các trò ta có lời muốn nói. Trong thiên hạ có tới ba pho sách, nhưng ta chỉ có một pho sách mà thôi. Nếu sau khi các trò học xong pho sách của ta thì đi tìm thầy khác có đủ ba pho sách để học. Tuy vậy, các trò theo ta học thì phải siêng năng chăm chỉ, không được lười biếng. Nhưng mỗi trò phải đeo vào người con ốc roi này. Ta cũng nói với các trò điều này. Ốc roi này nếu một khi đã đeo vào thì mãi mãi sẽ không thể lấy ra được. Nếu các trò đồng ý thì hãy đeo lên cổ. Ba trò, hai trò lễ và nghĩa ta đã đặt tên cho, còn trò ta sẽ đặt tên cho trò là Nhân. Nhân là chữ đứng đầu trong ngũ thường, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Các bậc thánh hiền cũng lấy đó để rồi răn mình. Ta cũng mong trò lấy lẽ đó mà noi theo.
Quan quan thư cưu. Quan quan thư cưu. Tại Hà Chi Châu. Tại Hà Chi Châu. Các trò đọc theo ta lần nữa nha. Quan quan thư cưu. Quan quan thư cưu. Tiểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Các trò ngừng tay. Ủa, nghỉ hả thầy? nghỉ tụi bay. Các con theo học ta tính ra cũng đã hơn 3 năm rồi. Hôm nay ta muốn thấy ốc roi để đánh giá sự học tập của các con. Các con mau lấy ốc roi của mình ra cho ta xem. Vậy là hơn 3 năm qua, con không có chút tiến bộ nào. Ngược lại ngày càng tệ hơn. Ta thấy con có học cũng uổng công thôi. Con không cần theo ta học làm gì nữa. Con nên nghỉ đi thì hơn. Thầy, nhìn gì? Cười cái gì? Bộ hay lắm hả? Nghỉ hả? Thầy, giờ thầy muốn đuổi tôi đúng không? Tôi không cần đợi thầy đuổi đâu. Thầy yên tâm đi. Tôi ra nông nổi này là do cái cách thầy dạy dỗ với tôi đó. Tưởng cái gì? Cứ một pho sách tôi làm cái ghê. Kể từ đài về sau nha, tôi không có muốn học thầy nữa. Tôi về, tôi sẽ kêu cha tôi mướn thầy khác dạy cho tôi. Ở đó chắc chắn người ta sẽ có đủ 3 pho sách trong thiên hạ để dạy cho tôi. Không học nữa. Trả đây nè. Thầy làm cái gì tôi vậy? Tôi không học thầy đúng không ạ? Thầy tháo nó ra cho tôi đi. Ta không làm gì anh hết. Chỉ có ốc roi trừng phạt anh thôi. Trước khi anh theo ta học, ta đã nói rõ điều này. Ốc roi một khi đã đeo vào thì mãi mãi sẽ không thể lấy ra được. Ta cũng không giúp được gì cho anh đâu. Tôi không cần biết. Thầy nhất định phải tháo nó ra cho tôi. Tháo ra cho tôi. Được rồi, thầy chờ đó. Tụi bay nữa. Tụi bay nha. Nhớ chờ tao. Nhớ chờ tao. Thầy ơi. Thầy ơi. Anh để đây cho tôi. Anh xuống coi siêu thuốc đã được chưa. Thuốc xong rồi đây.
Anh đỡ thầy lên giùm tôi đi. Thầy ơi, thầy ngồi dậy ra uống thuốc cho mau hết bệnh nha thầy. Con phải vất vả làm phiền hai con quá. Thầy đừng nói vậy. Cảm ơn dạy dỗ của thầy, suốt cuộc đời này tụi con cũng không thể nào trả hết được. Một chút khó nhọc như vậy có đáng là bao đâu thầy. Thầy cứ yên tâm tịnh dưỡng, thầy ráng uống thêm thuốc, con nghỉ vài hôm nữa thầy sẽ khỏi mà. Ta biết bệnh của ta, ta linh cảm đã đến lúc ta sắp đi theo các bậc thánh hiền rồi. Các con đừng nhọc công nữa. Thầy, sao thầy lại nói như vậy? Thầy còn khỏe lắm, thầy chưa ra đi được đâu. Thầy, thầy đừng nói như vậy. Thầy đừng có làm cho tụi con lo sợ như thầy. Ý trời đã định, không cãi được đâu các con à. Tâm nguyện cuối cùng của đời ta là mong thấy hai con chảy kinh lên đường ứng thí và đỗ đạt. Xin thầy an tâm, tụi con ngày đêm vẫn chăm chỉ rèn luyện, tụi con sẽ không phụ lòng thầy đâu. Tụi con sẽ thi đỗ kỳ thi này mà thầy. Lúc các con mới theo ta học, ta nói chỉ có một pho sách. Thật sự đến nay ta đã truyền dạy cho các con đủ cả ba pho sách rồi. Các con vừa có chí, vừa có tài, lại là người nhân nghĩa, học được cả ba pho sách trong thiên hạ. Ta tin sau này các con sẽ là những người có hữu ích. Thầy thật tốt với chúng con. Thầy đã âm thầm truyền ba kho sách cho tụi con mà tụi con không hề hay biết. Ơn này không biết đến khi nào tụi con mới đền đáp được. Các con đừng nói gì ơn nghĩa với ta hết. Chỉ cần các con thi đậu kỳ thi sắp tới là thầy đã vui lòng rồi. Xin thầy yên tâm, nhất định tụi con sẽ có tên trong bảng vàng. Còn kìa, còn việc này nữa, ta muốn dặn dò hai con. Tài sản quý giá của đời ta chỉ có ba pho sách đó. Sau khi thầy nhắm mắt, các con hãy giữ gìn cho cẩn thận để còn truyền lại cho đời sau. Chúng con xin ghi nhớ lời thầy dặn. Nhưng mà thầy ơi, sao thầy cứ nói chuyện nhắm mắt ra đi hoài vậy thầy? Thầy đừng nói như vậy nữa, chúng con lo đó thầy. Mấy hôm nay ta có linh cảm điều này rất rõ. Chắc có lẽ ý trời là số ta tới đây đã tận rồi. Thôi, thầy muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Hai con cũng mệt lắm rồi, hai con hãy về nghỉ ngơi đi. Dạ. Thầy nằm xuống đi thầy. Về đi hai con. Hôm nay thầy sao vậy ta? Thầy toàn là nói chuyện chết chóc không à. Lúc nãy thầy nói chuyện với anh em mình giống như là thầy đang chăn trối vậy. Anh có thấy vậy không?
Tôi cũng thấy như vậy nữa. Thầy làm cho tôi thấy lo quá. Chắc là anh cũng mệt rồi, hay là anh về nghỉ ngơi đi. Còn tôi sẽ ở đây để chăm cho thầy. Như vậy sao mà được? Tôi thì đi về nghỉ ngơi, còn anh ở lại lo cho thầy. Tôi như vậy coi sao mà được? Được sao không được? Tôi vẫn còn khỏe. Tôi thấy anh có vẻ mệt lắm, cứ về nhà nghỉ đi. Còn thầy ở đây tôi lo cho thầy được mà. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả. Anh mệt cứ về nghỉ ngơi đi. Anh sao vậy? Sao tôi chóng mặt quá. Anh có sao không? Hả? Anh Nghĩa! Anh sao vậy anh Nghĩa? Tỉnh dậy đi, cháy nhà rồi. Anh Lễ, đi cứu thầy kìa. Tỉnh dậy đi. Hả? Cứu thầy. Cứu thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Dậy thầy ơi. Dậy đi thầy ơi. Nhà mình cháy rồi thầy ơi. Để tôi cõng thầy. Anh đi xuống cứu kho sách của thầy đi. Nhanh lên. Ơi, tức quá này trời. Thiệt là tức. Không có hai cái thằng kỳ đà, kỳ nhông, kỳ cục nó cản mũi là cái lão thầy đồ nó cháy thành tro rồi. Vậy bây giờ còn rước lão về cung phụng nữa chứ. Không được. Không được, không được. Không được. Ta nhất định sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Số ta tới đây là tận. Các con cũng cố hết sức rồi. Đừng vì ta mà nhọc công nữa. Vô ích thôi. Sau khi thầy mất, các con cũng đừng đau buồn. Kỳ thi sắp tới rồi. Hãy tập trung sức lực để lo luyện ôn mà lên kinh ứng thí. Các con. Dạ. Các con cho ta xem ốc roi của các con đi. Dạ. Ốc roi của các con càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Ta có thể ngậm cười nơi chính suối được rồi. Kìa thầy. Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy có sao không vậy thầy? Các con có biết vì sao ốc roi của Lễ thì màu trắng, còn ốc roi của Nghĩa thì màu hồng không? Tại sao vậy thầy? Con còn giấu ta làm gì nữa hả? Con gái. Xin thầy tha tội. Chỉ vì con ham học chữ quá nên mới cải trang thành nam nhi để được theo học thầy. Ta không trách tội gì con hết. Thật ra ta biết con là con gái giả dạng nam nhi từ lâu rồi. Nói vậy anh... Cô là con gái à? Hèn gì là sao hả Lễ? Con không hài lòng khi biết chuyện này sao? Không phải hằng ngày
ta đều thấy con và Nghĩa thường quấn quýt bên nhau hay sao? Ta thật có phước khi có hai đứa học trò như hai con. Nhưng ta tiếc rằng không thể được nhìn thấy hai con nên vợ thành chồng rồi sinh con đẻ cái cho ta ấm bồng được nữa. Sau khi hai con lên kinh ứng thí, chuyện của Nghĩa giả trai tuyệt đối không được để lộ ra, nếu không thì phải phạm tội chết. Vì phép vua, con gái không được đi thi. Trong số sách các con đã cứu có một cái hộp lễ. Dạ. Mau mang lại cho thầy. Dạ. Thầy ơi, có phải hộp này không thầy? Đúng rồi, con mở ra đi. Đây là hộp ốc roi của sư tổ các con truyền lại. Ta đã cẩn thận giữ gìn, nay ta truyền lại cho các con. Sau này các con hãy cố gắng tiếp tục nối nghiệp của ta. Các con phải nhớ cho kỹ, phải tìm cho được các học trò xứng đáng để truyền dạy. Đừng theo vết xe đổ của ta. Ta đã truyền lầm một tên nghịch đồ. Ta cứ ngỡ sẽ chuyển hóa được hắn, nhưng ta đã lầm, hắn sẽ còn gây tai họa nữa. Các con hãy nhớ cẩn thận nha. Các con hãy nhớ. Nhớ lời. Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy. Thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy ơi thầy. Thầy đừng bỏ tụi con mà thầy. Thầy tỉnh lại đi mà thầy. Lão thầy đồ, có ba bộ sách mà dám nói một pho hả? Nhưng mà cuối cùng cũng vì ta mà tức chết. Còn hai tụi bay, hai con kỳ đà, bây giờ tụi bay cũng sẽ chết. Dám giả trai đi thi hả? Tụi bay tự chui đầu vào rõ rồi. Cũng có tên ta nữa kìa. Về đậu rồi. Đậu rồi. Xin về báo cha mẹ tôi biết. Đi đi. Còn cậu đi sao? Không có tên ta. Thôi đi đi. Mình đậu rồi anh ơi. Em với anh đều đậu. Anh đứng nhất bảng luôn đó. Anh nghĩ thầy với chính suối chắc sẽ vui lắm. Để xem tụi bay vui mừng được bao lâu. Năm nay số lượng đầu đông quá. Dạ. Thôi, mình đi về thắp nhang báo cho thầy vui đi. Dạ. Hai người hãy khoan đi. Có phải hai người tên Lễ Nghĩa phải không? Dạ đúng rồi. Ông là ai? Tôi là Quan Khảo Thi.
và cũng là học trò cũ của thầy năm xưa. Như vậy là sư huynh rồi. Hai người có tên trong bảng vàng kỳ thi này có đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện nay có người Tâu với Vua trong bảng vàng, có người giả trai trà trộn để đi thi. Tội ấy là khi quân sẽ bị xử trảm, nên ta hay tin báo cho các người biết điều đó. Chết rồi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả sư huynh? Giờ hãy trốn đi, đến khi Minh Quân lên làm vua rồi trở về kinh nhậm chức để cứu nước cứu dân. Xin đa tạ sư huynh, ơn cứu mạng này không biết lấy chi đền đáp. Thôi đi lẹ đi, kẻ không kịp đâu. Dạ. Dạ. Chào thầy. Thầy khỏe không thầy? Con đem rượu đến cho thầy nè, thầy uống đi. Uống miếng nha. Nằm ở đây vui không thầy? Vui không? Vui phải không? Xanh cỏ mà. Báo cho thầy một tin vui, vui lắm luôn. Hai đứa học trò cưng của thầy nó đậu rồi. Đứa thứ nhất, đứa đứng nhì. Thầy vui không? Vui ha. Vui uống với con một chút xíu nữa. Ở nghe. Còn tên này còn vui hơn nữa nè. Tụi nó sắp bị triều đình xử trảm rồi, chém đầu đó. Đáng sao xử trảm? Phạm tội khi quân, khi quân phạm thượng, giả trai như thi mà. Này, ai là người báo cho vua biết chuyện này? Là con nè. Là con nè. Ai kêu thương hai tụi nó làm chi? Bây giờ hai tụi nó có tới được thăm thầy đâu, đúng không? Chỉ có mình tôi thôi, tụi tới thăm thầy thôi, thầy hiểu không? Thế nào hai tụi nó cũng sẽ bị biêu đầu cho thầy coi. Đó, thấy chưa? Thấy ông trời chưa? Ông trời cũng khóc nữa. Thế nào hai tụi nó cũng đến đây và nằm chung với thầy, thầy biết không? Thầy biết không? Hả? Hả? À, thầy muốn biết tụi con tên gì có được không? Con tên là gì? Con tên là Nguyễn Thành Danh. Ừ. Con có? Con tên là Lê Thị. Ừ. Con có? Dạ, con tên là Trần Bình Khương. À, trước khi tụi con nhập môn thì thầy muốn dạy tụi con đôi điều. Tụi con sẽ cố gắng học thiệt là giỏi, thiệt là ngoan, và cùng nhau học thiệt là tốt, thiệt là giỏi. Thầy sẽ truyền dạy cho tất cả những gì mà thầy biết được cho tụi con biết, những cái chữ. Tụi con có chịu không? À, trước khi tụi con nhập môn thì thầy có một cái món gửi cho tất cả các con. Đây là những con ốc. Tụi con nên nhớ, bây giờ nó là màu trắng. Khi tụi con học thật là giỏi, thiệt là ngoan, thì con ốc này nó sẽ đổi màu. Còn nếu như con học dở, con lười biếng, con không chăm chỉ, thì con ốc này nó chuyển màu đen. Tụi con nhớ chưa?
Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của quan quân, Lễ Nghĩa dìu dắt nhau đi lánh nạn ở một nơi hẻo lánh, rồi họ trở thành vợ chồng, sống bên nhau rất đầm ấm và hạnh phúc. Một thời gian sau, khi tên vua gian ác bị nhân dân lật đổ, thì một vị vua tốt lại lên ngôi, cho người đi tìm và mời hai vợ chồng Lễ Nghĩa về cung tham gia triều chính, nhưng họ đã từ chối. Nhớ lại lời dặn của thầy năm xưa, vợ chồng Lễ Nghĩa nối nghiệp thầy dạy học, đào tạo ra rất nhiều học trò có tài có đức cho đất nước. Đến khi vợ chồng Lễ Nghĩa chết đi, từ mộ của họ mọc lên hai cây lạ. Khi cây kết quả thì cho trái hình thù giống như hình con ốc roi ngày nào. Cây ở mộ của Nghĩa cho trái màu hồng, còn cây ở mộ của Lễ cho trái màu trắng. Ban đầu dân gian vẫn gọi là trái quả ốc roi, dần già chỉ gọi là quả roi cho đến ngày nay. Đỗ Trung. Dạ có hạ thần. Ta biết bệnh tình của mình không qua khỏi. Xin bệ hạ đừng có nói vậy. Các ngự y đang dốc sức để chăm sóc cho ngài đó. Mệnh trời không tránh khỏi. Trước lúc lâm chung, ta muốn nhắn gửi như ngươi điều này. Kìa bệ hạ. Kể từ khi ta lên ngôi chấp chính, thì ngươi luôn là người cận vệ tài giỏi và trung thành nhất của ta. Ngươi đã bao phen vào sanh ra tử, giúp ta giữ gìn giang sơn này và cả ngôi báu này nữa. Ngươi lại không mặc danh lợi địa vị, dù thân phận của ngươi đối với ta chẳng khác nào một quân sư. Dạ, yeah. Hạ thần rất lấy làm vinh dự khi được nghe điều này, thưa bệ hạ. Đỗ Trung, ta còn một nguyện vọng này. Người hãy hứa giúp ta một chuyện nữa. Xin bệ hạ cứ chỉ dạy. Một khi ta băng hà, thì thái tử sẽ nối ngôi. Những con trai ta còn quá trẻ, chưa chín chắn để thấu hiểu lẽ đời, lại bồng bột hao thăng, thiếu kinh nghiệm trị vì. Người hãy ở bên cạnh phò ta Tân Dương, bảo vệ sơn hạ xa tắc. Ta giao phó trọng trách cho người đó. Bệ hạ, Đỗ Trung này xin thề, thần phải làm được trọng trách mà bệ hạ đã giao phó, cho dù phải hy sinh cả tính mạng thần. Ta yên tâm rồi. Còn nữa, đây là viên ngọc kỳ diệu, mà trong lòng nó ẩn chứa một phép thuật gì đó mà năm xưa khi tiên đế giao lại có dặn ta, nhưng ta chưa có cơ hội để khám phá. Không thể giao lại cho thái tử vì con trai ta chưa đủ sức để giữ nó. Người là người thông kim bát cổ, lại tận tụy trung thành, hết lòng vì dân vì nước. Này ta giao lại nó cho ngươi để ngươi phòng thân. Khi có miệng mày ra có thể giúp ngươi. Hạ thần tuân chỉ. Đỗ Trung. Bệ hạ. Bệ hạ. Người. Người đâu? Người. Người đâu? Lễ đăng quang đã xong. Nay ta chính thức kế vị phụ hoàng. Thế theo di nguyện của tiên đế, ta sẽ thăng cho lão quan Đỗ Trung chức vụ hàng nhất phẩm. Và kể từ nay, Đỗ Trung sẽ luôn kề cận bên ta như là cánh tay mặt của ta. Cũng giống như là trước đây,
ông ta tận tâm tận tụy với phụ hoàng. Đỗ Trung, ông có ý kiến gì không? Muôn tâu bệ hạ, đây là vinh dự quá lớn của thần Đỗ Trung này. Hạ thần xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự triều đình. Đại tướng, vậy là ngài cũng xếp sau quân sư rồi. Tất nhiên là đứng sau quân sư rồi. Nhưng mà là cánh tay mặt sau, ông ta sẽ giật dây Tinh Dương mất. Ngài còn quá trẻ mà, không thể vậy được. Lẽ ra ta mới là quyền nhiếp chính. Tình Đỗ Trung này đã cho hoàng thượng ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Đỗ Trung, bây giờ ông hãy vô thư phòng phê duyệt chiếu sớ phụ ta. Tất cả bãi triều. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Đây chắc chắn là thần tiên trên trời. Chứ trên đời này làm gì có người đẹp như vậy. Đỗ Trung à, ông hãy nhìn thử coi. Dạ thưa, mỹ nhân này là người trần chứ không phải là thần tiên. Ông biết mỹ nhân này là ai có đúng không? Hạ thần không chắc chắn lắm. Ta biết là ông biết mà. Hãy nói đi, trên đời này có cái gì mà ông không biết, huống chi là một con người. Hoàng thượng quá khen. Mỹ nhân này đúng là người trần chứ không phải thần tiên, nhưng cũng gần giống như vậy. Ông nói cái gì mà nghe khó hiểu quá vậy? Thôi, bây giờ tóm lại, ông hãy nói cho ta biết, nàng là ai, nàng ở đâu. Cho dù xa tận chân trời góc biển nào, ta cũng sẽ tìm được nàng. Ôi, đúng là càng ngóng thì càng đẹp. Mỹ nhân này không phải là ai xa lạ, chính là nữ vương Mai Vàng của Tiểu Vương quốc ở kế cạnh nước ta. Vậy sao? Đây là nữ vương. Vậy nàng đã có gia thất chưa? Dạ thưa, chưa. Ồ, hay quá. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Đây là người trong mộng của ta rồi. Đúng là ý trời mà. Tâu bệ hạ, không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Nữ vương Mai Vàng tuy là sát nước khương trời, bao nhiêu quốc vương hoàng đế khắp nơi đánh tiếng cầu hôn, nhưng nàng đều không màng đâu. Thứ nhất, nàng có lời quyền không bao giờ bước chân ra khỏi lãnh thổ của mình. Thứ hai, nàng chỉ có một sở thích duy nhất trên đời. Sở thích gì vậy? Ông nói ngay đi, ta đảm bảo ta sẽ đáp ứng được. Bởi vì ta là vua của một nước mà. Nữ vương chỉ thích vàng. Tất cả mọi thứ chung quanh phải bằng vàng, thưa bệ hạ. Rất nhiều vương tôn công tử gần xa đã bỏ cuộc vì nàng. Bởi vì nàng không màng đến việc phải diện kiến ai đó. Vàng hả? Nếu vậy, ta có vàng mà. Ta có rất là nhiều vàng. Tại sao ta không trích ra một số vàng lớn để ra mắt mỹ nhân chứ? Đỗ Trung à, ta muốn gặp nàng. Ông hãy nghĩ cách giúp ta đi. Nhanh lên. Dạ. Thưa bệ hạ, hạ thần đã có cách. Cách gì? Một tấn vàng đủ không? Thưa,
Hạ thần đã xuất đủ 1 tấn vàng. Thần đã cho thợ kim hoàng chế tác thành những món đồ tinh xảo nhất để đem ra mắt nữ dương ma vàng. Vậy thì bao giờ mới xong? Tại sao lại không chịu bắt tất cả thợ kim hoàng vào cung làm cho nhanh? Thưa bệ hạ, hạ thần đã tập hợp tất cả thợ giỏi nhất trong vương quốc rồi đó ạ. Được. Vậy thì bao giờ chúng ta khởi hành? Khoảng 1 tuần nữa chúng ta có thể khởi hành. Tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Cổng thành kia rồi. Xin mọi người hãy ở lại đây. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy ngồi chờ ngoài này. Hạ thần đã liên lạc với người mà thần đã giao nhiệm vụ làm nội gián cho ta, để tìm cách tiếp cận nữ dương. Kế hoạch sau đó thì cứ theo đúng phương án mà chúng ta đã bàn từ trước. Người hãy đi nhanh lên đi. Nói thiệt là tôi cũng không có tin ông đâu, nhưng nhờ có sự giới thiệu của ngài Bùi Lan mà tôi mới dẫn ông vô ý kiến với nữ dương đó. Thì cô biết rồi, ngài Bùi Lan là đại phú thương trong kinh thành này, mà còn bái phục bộ sưu tập của tôi nữa là. Cô sẽ không uổng công khi dắt tôi vô đây đâu. Nhưng mà so với nữ dương của tôi thì cũng chỉ là một trời một vực. Ông xem nè, tới cái hũ đựng vật dụng cá nhân mà còn bằng vàng nữa nè. Vậy thì nữ dương của cô có cái quạt này không? Ôi trời, đẹp quá. Chắc là nữ dương của tôi sẽ thích lắm đó. Tôi còn có rất nhiều đồ vật quý giá và kỹ xảo hơn cái này nữa kìa. Vậy thì mời ông theo tôi. Bẩm nữ dương, vì có sự giới thiệu của ngài Bùi Lan, nô tỳ mạo muội dẫn ông ta vào ý kiến. Vì biết nữ dương rất quan tâm tới những vật quý này. Còn ông là ai? Từ đâu tới? Tôi là Đỗ Trung, là người phương Nam. Nghe nói nữ dương là người có đôi mắt xanh tinh tường với dạng cổ vật, cho nên tôi muốn diện kiến để dâng lên cho ngài thưởng lãm. Đúng vậy. Tuy ta chỉ là một nữ dương của một tiểu vương quốc nhỏ, nhưng trong kho tàng của ta không thiếu món gì cả, vì đó là sở thích của ta. Nhưng quả thật cái quạt này rất là lạ, ngắm hoài không chán. Người biết không, được ngắm tận mắt, sờ tận tay một bảo vật như vậy luôn là niềm đam mê của ta. Thưa, đây chỉ là bảo vật nhỏ trong bộ sưu tập lớn của chủ nhân tôi. Chủ nhân? Chủ nhân của ngươi là ai? Chủ nhân tôi là một đại phú thương người Nam. Trên đường Ngao Du qua đây, nghe danh tiếng của nữ dương cho nên dừng chân ghé lại. Ngài cũng có sở thích như nữ dương, nên mang theo rất nhiều báu vật bằng vàng. Tôi chỉ mang vô đây một báu vật nhỏ mà thôi. Sao vậy? Số báu vật đó có ở đây không? Dạ thưa, chủ nhân tôi và báu vật đang ở cổng ngoài thành kia. Chúng tôi đang định đi tiếp. Sao lại không mang tới đây cho ta xem? Dạ thưa, vì số báu vật đó rất là lớn và vô giá, nên chủ nhân tôi không muốn rời nó.
và luôn luôn ở bên cạnh nó. Nhưng mà ta muốn xem. Bẩm nữ vương, hay là chúng ta cải trang ra ngoài để có thể nhìn ngắm cho thỏa thích. Phải ra ngoài hả? Ừ. Không được. Kiệu của đoàn chúng tôi hiện đang ở trước cổng thành thôi. Chỉ trước cổng thành thôi sao? Nữ vương, người còn ngại gì nữa? Ta không muốn ra ngoài. Dạ bây giờ thì cũng tới giờ đoàn chúng tôi lên đường rồi. Nếu như mà nữ vương có hứng thú thì hãy đi cùng tôi. Tôi sẽ dẫn đường. Chủ nhân của tôi sẽ rất vinh dự khi được tiếp nữ vương. Đi nghe nữ vương. Trời đã tối rồi sao? Đúng vậy. Dình Kiệu, ta phải về cung. Nàng à, ta sẽ đưa nàng về cung mà. An tâm đi. Mỹ nhân, nàng đẹp lắm. Dù biết bao nhiêu là kim ngân quốc bảo mà nàng vẫn đẹp rạc người như vậy. Người nói xàm gì vậy? Đường này đã phải về công điện của ta. Dình Kiệu. Mai Vàng à, quân sĩ đâu? Xin nữ vương đứng lại. Thì ra các người dám giàn cảnh bắt cóc ta, dám lừa gạt ta sao? Xin nữ vương bớt giận, hãy nghe tôi giải trình. Lý do của chuyện mạo phạm này rất đơn giản. Vị này đây không phải là một thương nhân, mà chính là hoàng đế nước Nam của tôi đã cải trang. Vì quá ngưỡng mộ nương nương Mai Vàng mà không có cách nào để tiếp cận, cho nên phải dùng đến hạ sách này. Mai Vàng, ta đã bỏ hết công sức tới đây đi gặp nàng. Hãy theo ta về đi. Ta sẽ đưa nàng lên ngôi hoàng hậu, và hai nước kết tình giao hảo thì thiên hạ sẽ thái bình. Sự thật là như vậy. Xin nữ vương hãy cùng về với hoàng thượng của tôi. Âu cũng là thiên duyên tiền định. Ta thật bất ngờ quá. Mai Vàng, xin nàng hãy phá bỏ lời nguyền về cung điện với ta, rồi chúng ta sẽ cùng giữ ngôi báo và sơn hà xã tắc. Nhưng ta đã nguyền, vì một lý do riêng, ta đã nguyền không bao giờ bước ra khỏi lãnh địa và không màng tới hôn nhân. Môn tâu nữ vương, thiên duyên tiền định, cho nên mới khiến cho con chim trời thả bức họa chân dung của người vào lòng của hoàng thượng. Chỉ là một bức họa thôi mà đã khiến cho hoàng thượng của tôi đây ngày đêm mơ tưởng, không màng đại sự. Nay được dựng kiến nữ vương thì càng quyết một lòng cùng người nên duyên. Mai Vàng, ta là thật lòng với nàng, cho nên mới lặn lội tới đây bày cách tiếp cận nàng. Chẳng lẽ tấm chân tình đủ của ta nàng không nhìn thấy hay sao? Hoàng thượng và nương nương, vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ngươi hãy dừng lại trong một lát, cố gắng hầu hạ nhà vua và nữ vương nghe chưa? Dạ. Hạ Kiệu. Thank you.
Viên ngọc quý ta luôn mang theo bên mình, như khắc ghi lời dặn dò của tiên đấy. Ê, ông kia có cái viên ngọc đẹp quá à. Ông này hộ tống nhà vua với nữ vua Mai Vàng về nước đó. Ai đó? Ai vừa nói vậy? Coi cái mặt ổng ngơ ngác kìa. Chắc ổng không biết mấy đứa chim mình đang nói về ổng ha. Chuyện gì vậy? Ta có nằm mơ không? Chim nói tiếng người. Ông này là cận thần của giày vua nè. Viên ngọc. Phải chăng ta vừa chạm vào viên ngọc nên mới phát sinh ra chuyện kỳ diệu này? Nghe được tiếng chim, đúng thật là kỳ diệu. Vua tài á, bắt được nữ vương Mai Vàng về làm vợ. Nhưng nhà vua chưa chiếm được nữ vương đâu. Tội ghê. Đúng rồi, bị hại rồi. Khi mà nhà vua vừa về đến thành á, là sẽ có một con chó màu nâu tuyệt đẹp chạy ra. Nếu mà nhà vua bế con chó đó, rồi sẽ bị con chó cắn, rồi trúng độc mà chết đó. Có cách nào thoát nạn không? Có chứ, nếu mà có một người khác nhìn thấy con chó, rút gươm chém chết con chó thì cứu được vua. Nhưng mà người nào biết mà nói với vua thì sẽ bị quá đá từ bàn chân đến đầu gối. Chị còn được biết thêm nữa là nếu mà con chó có bị giết đi nữa, nhà vua cũng không cưới được nữ vương đâu. Khi hai người về đến cung điện á, thì thấy có một cái đĩa vàng, có đặt một bộ áo cưới trông như dệt bằng vàng bằng bạc. Nhưng mà thật ra bên trong đó là có ngàn mũi kim độc luôn á. Nếu mà nhà vua bận cái quần áo đó vô là sẽ có 1000 mũi kim đâm vào người rồi chết. Không có cách nào thoát được nạn ấy à? Có. Miễn là có người nào đeo bao tay, cầm chiếc áo rồi châm lửa đốt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng chẳng ăn thua gì, vì người nào biết mà nói với vua thì sẽ bị quá đá từ đầu gối đến tim. Chị còn được biết thêm nữa là nếu mà bộ áo đó có cháy á, thì nhà vua cũng không cưới được vợ đâu. Tại vì sau lễ cưới á, nhà vua với nữ vương sẽ uống rượu, sau đó nữ vương sẽ bị trúng độc mà chết. Nếu mà có người kịp thời ẵm nữ vương ra giữa trời á, rồi dùng lá thuốc thiên ngân nhai rồi móm vào miệng á, thì chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng mà ai biết chuyện này mà nói cho nhà vua biết á, thì sẽ bị hoa đá từ chân đến đầu. Không biết thực hư thế nào, nhưng nếu có một chủ sự việc xảy ra đúng như vậy thì quả là một âm mưu ám sát hoàng thượng. Ta phải ra tay để ngăn cản, cho dù phải hy sinh cả tính mạng này đi chăng nữa. Bái kiến hoàng thượng và nữ vương. Khi mà nhà vua vừa về đến thành á, là sẽ có một con chó màu nâu tuyệt đẹp chạy ra. Nếu mà nhà vua bế con chó đó, rồi sẽ bị con chó cắn, rồi trúng độc mà chết đó. Ô. Lại đây nào. Tránh ra hoàng thượng. Đỗ Trung, ông làm gì vậy? Ổn lắm. Tại sao ngươi dám rút gươm trước mặt hoàng thượng hả? Ngươi có biết đó chính là món quà mà ta dâng lên ngươi? Ngươi chém con chó như vậy là ý gì? Hạ thần lỡ tay, xin hoàng thượng tha tội. Thôi được rồi, ông tìm con chó khác cho ta. Tất cả đừng to tiếng với nhau nữa. Hôm nay là ngày vui của ta. Đi thôi nè.
kính bẩm hoàng thượng, được tin ngài rước hoàng hậu về cung, bầy tôi đã chuẩn bị chu đáo để nghinh tiếp. Sau đây ngài sẽ được chiêm ngưỡng món quà vô cùng quý giá. Bầy đâu? Dạ. Thưa hoàng thượng, đây chính là hai bộ lễ phục dành riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu, do chính tay hạ thần tuyến lựa đội ngũ thợ may danh tiếng nhất ở vùng này về đây làm ngày làm đêm để kịp dâng lên ngài. Tế tướng thật là chu đáo. Khi hai người về đến cung điện á, thì thấy có một cái đĩa vàng, có đặt một bộ áo cưới trông như dệt bằng vàng bằng bạc, nhưng mà thật ra bên trong đó là có ngàn mũi kim độc luôn á. Nếu mà nhà vua bận cái quần áo đó vô là sẽ có 1000 mũi kim đâm vào người rồi chết. Ôi đẹp quá. Con đỡ. Đỗ Trung, ngươi làm gì vậy? Trời, còn gì là bộ lễ phục? Đỗ Trung, ngươi thật là điên rồ. Tại sao ngươi lại dám hủy hai bộ lễ phục quý giá của hoàng thượng? Bẩm hoàng thượng, hãy trị tội hắn ta đi. Đỗ Trung, ông không được tỉnh táo hay sao? Ông phải giải thích hành động vừa rồi cho ta nghe đi. Bẩm hoàng thượng, dạ hạ thần hồ đồ, hạ thần đã nhìn lầm. Nói láo. Thưa hoàng thượng, hắn ta cố ý đó, hãy trị tội hắn ta đi. Ông bị lú lẫn rồi hay sao? Tại sao lại nhìn nhầm được? Hạ thần biết tội. Thôi được rồi, trẫm bỏ qua cho ngươi lần này. Nể tình ngươi tuổi già lẫn thẫn, nhưng ta nói đừng để nhức quá tầm, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Kìa, xin bệ hạ không nên dung túng cho hắn ta. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi bệ hạ, đồ này trong nước nhiều mà. Mời nè. Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly rượu mừng này nhé. Kể từ nay nàng sẽ là hoàng hậu, ngôi cao chính bệ này ta sẽ dành cho nàng. Tạ ơn hoàng thượng. Đây là ly rượu ta dành cho hoàng hậu, nó được làm bằng vàng nguyên khối. Tạ ơn hoàng thượng. Nào, ta cùng cạn ly. Dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng. Có chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, nô tỳ đã cố gắng cản lại, nhưng mà ngài Đỗ Trung vẫn cứ đòi vào. Đỗ Trung, ngài không được vào. Đánh ra. Không được vào đâu ngài ơi. Đánh ra. Hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng uống ly rượu đó. Trời, kìa. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng hậu à. Hoàng hậu. Không kịp rồi. Đỗ Trung, ngươi làm gì vậy? Đỗ Trung. Đỗ Trung à. Quá đáng. Đỗ Trung. Có chuyện gì vậy hoàng thượng? Hãy cho người bắt Đỗ Trung lại cho ta. Quân đâu? Dạ. Theo ta. Đỗ Trung, ngươi thật quá đáng. Cậu hoàng, dám làm điều sằng bậy với hoàng hậu à? Đỗ Trung, ngươi thật to gan, muốn hoàng hậu ra, đến đâu? Bắt hắn đi. Dạ. Thì ra trong lòng của hắn ta đã rắp tâm mưu phản, năm lần bảy lượt xúc phạm hoàng thượng, coi ngài không ra gì. Nay đến cả hoàng hậu
là tân nương của hoàng thượng, hắn cũng không buông tha. Hoàng thượng, nếu ngài mà tiếp tục nhân từ thì chẳng cách nào dung túng cho hắn. Bẩm hoàng thượng, tội này khi quân phải chu di tam tộc. Tội tày trời, thật nhục nhã cho một đại quan không biết giữ chánh tâm. Tội này chết cũng không hết tội, phải xử trảm để làm gương. Xin hoàng thượng hãy cương quyết nghiêm trị tên phản thân này. Đỗ Trung, ta không thể nào tha thứ cho ông mãi được. Trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan dám xúc phạm tới hoàng hậu, đúng là không bằng loài cầm thú mà. Quẩn đâu, giải hắn đi, chờ ta trị tội. Dạ. Vâng lệnh. Đi. Hoàng hậu à, hoàng hậu. Đi. Hoàng hậu. Đi. Hoàng hậu đã tỉnh rồi, tạ ơn trời Phật. Im đi. Hoàng hậu đã tỉnh rồi. Đi. Hoàng hậu, hoàng hậu, nàng tỉnh rồi. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu của ta tỉnh rồi. Nàng đừng có sợ, ta sẽ xử tên phản thần đó ngay bây giờ, không thể nào tha thứ cho hắn được. Thưa hoàng thượng, phải xử trảm ngay mới được. Muốn tâu hoàng thượng, tội nhân đã tới. Cởi trói cho ông ta. Tuân lệnh. Ngươi lui ra ngoài đi. Dạ. Đỗ Trung, ngươi còn gì để biện minh cho hành động của mình không? Thưa hoàng thượng, Đỗ Trung thì đã nói tất cả những việc mình làm nhằm mục đích bảo vệ hoàng thượng và giang sơn xã tắc, không sai điều gì cả. Thần không có làm điều gì ô nhục hết. Dối trá. Chính mắt ta đã nhìn thấy chuỗi hành động kỳ quặc của ngươi, thật vô duyên vô cớ. Hoàng thượng, ngài không tin thần sao?
Tin cái gì? Ta đã nhắm mắt bỏ qua cho người biết bao nhiêu lần rồi. Những hành động vô lễ của ngươi đối với hoàng hậu thực sự là ô nhục. Từ cổ chí kim, không ai dám làm như vậy. Ta tha cho ngươi thì ta lại đang dung dưỡng cho kẻ phạm tội khi quân. Sau này ta làm sao cai trị quần thần? Còn nếu như ta xử tử ngươi thì cả đời này lòng ta sẽ đau như cắt. Đỗ Trung, tại sao ngươi làm điều xấu xa đó hả? Hạ thần không thể không làm như vậy. Còn chối nữa hả? Còn chưa biết tội sao? Thôi được, ta sẽ cho ngươi tự xử. Hãy chọn đi, hoặc là thuốc độc, giải lụa, hay là lưỡi kiếm. Tùy ngươi định đoạt. Hoàng thượng, hãy tự xử đi. Hoàng thượng, nếu như tôi chết đi, tôi sẽ không tiếc chi cái thân già này. Chỉ đau lòng một nỗi, ngài mới lên ngôi và còn quá trẻ. Nếu như tôi chết rồi thì lấy ai tâm phúc mà phò tá cho ngài đấy? Ta không cần. Ngươi hại ta từ lần này tới lần khác mà phò tá cái gì? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, trước sau gì cũng phải chết. Thôi thì hãy để hạ thần nói cho hết nỗi quân khúc này. Ngõ hầu xin được rửa tội, tội danh thiên cổ. Nhưng mà ai biết chuyện này mà nói cho nhà vua biết á thì sẽ bị hoa đá từ chân đến đầu. Được, ta ban cho ông một ân huệ cuối cùng. Ông cứ nói đi. Dạ thưa hoàng thượng, chuyện là như vậy. Nếu mà nhà vua bế con chó đó rồi sẽ bị con chó cắn, rồi chúng độc mà chết đó. Nhưng mà người nào biết mà nói với vua thì sẽ bị quá đá từ bàn chân đến đầu gối. Khi hai người về đến cung điện á thì thấy có một cái đĩa vàng, có đặt một bộ áo cưới. Nếu mà nhà vua bận cái quần áo đó vô là sẽ có 1000 mũi kim đâm vào người rồi chết. Vì người nào biết mà nói với vua thì sẽ bị quá đá từ đầu gối đến tim. Thì sau lễ cưới á, nhà vua với nữ dương sẽ uống rượu, sau đó nữ dương sẽ bị trúng độc mà chết. Nhưng mà ai biết chuyện này mà nói cho nhà vua biết á thì sẽ bị hoa đá từ chân đến đầu. Sự thật là như vậy. Viên ngọc quý mà tiên đế đã trao cho hạ thần hóa ra là nghe được tiếng chim. Nhờ biết trước mà hạ thần đã hoàn toàn tỉnh táo và đủ sáng suốt để kịp thời bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Đỗ Trung, ta đã trách lòng ông rồi. Ta... đứng dậy đi. Đỗ Trung à, ông phải tha lỗi cho ta. Hoàng thượng, ngài bắt thần. Không, không, ta sẽ nghe theo lời của Đỗ Trung Mông. Và từ nay về sau, ông sẽ cận kề ta mọi lúc mọi nơi. Đỗ Trung à, bây giờ ta sẽ báo cáo cho toàn dân thiên hạ biết rõ điều này, rõ chưa? Tạ ơn hoàng thượng. Thần đã vi phạm lời nguyền vì đã tiết lộ cho hoàng thượng biết sự thật. Ông đã kể hết sự thật cho ta nghe. Nói vậy có nghĩa là Đỗ Trung, Đỗ Trung à, vĩnh biệt hoàng thượng. Đỗ Trung, xin ngài hãy bảo trọng, hãy đề phòng bọn gian thần.
Đỗ Trung! Đỗ Trung à! Đỗ Trung à! Đỗ Trung! Ông đã quá đá rồi sao? Không thể như vậy được. Đỗ Trung à! Ông trả lời ta đi! Đỗ Trung! Trời ơi! Đỗ Trung à! Đỗ Trung! Trời ơi! Đỗ Trung, ngày nào ta cũng ra đây tâm sự cùng với ông, tại sao ông không trả lời ta? Ta thật là đáng trách khi đã đánh mất ông. Xin bệ hạ hãy bớt bi lụy, âu cũng là số mạng mà thôi. Ngài hãy tập trung chuyên trị vì đất nước. Tể tướng đâu rồi? Tại sao ta không thấy? Dạ muôn tâu hoàng thượng, tể tướng đang tiếp sứ thần Đông Hoa ở đại sảnh. Sứ thần Đông Hoa? Sao không ai nói cho ta biết? Có chuyện gì quan trọng không? Đây là ý của tể tướng. Nghe đâu ông ta đã sát nhập vùng đất phía tây của ta vào Đông Hoa. Tại sao ông ta làm như vậy? Đây là chuyện quan trọng, phải đưa ra bàn bạc trước triều đình chứ. Tâu hoàng thượng, chúng tôi biết nhưng không sao ngăn cản được. Tể tướng đã nắm hết các binh quyền và nhận của nước Đông Hoa rất nhiều tài lực. Ông ta ép chúng thần bất kể ý kiến. Thì ra các ngươi đang ở đây, sao không ra ngoài đại sảnh để ý kiến với sứ quân? Thâm thà thâm thục ở đây nói sao ta hả? Hả? Tể tướng, ông làm gì vậy? Đông Hoa là kẻ thù của ta, luôn muốn xâm chiếm đất nước ta, tại sao ông lại bắt ta với chúng? Ông còn biện minh gì nữa đây? Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, ngài đã mất tỉnh táo rồi. Sát nhập với Đông Hoa để trở thành một liên minh hùng mạnh. Chắc ngài vẫn còn đau buồn vì cái vụ của lão già Đỗ Trung bị quá đá, nên bây giờ vẫn chưa hoàn hồn chứ gì. Ngươi là tên bán nước, ta sẽ lột áo mão của ngươi. Ngươi chỉ là một tên nhãi ranh, vừa hay vào lão già Đỗ Trung cùng với lũ quan già nua vô dụng này, vì mà tính đè đầu cởi cổ ta sao được? Ta nói cho người biết, Đông Hoa chỉ thừa nhận vua của nước Nam này chính là ta đi thôi. Ngươi là cái thá gì mà dám lột áo mão của ta? Hứ? Khôn hồn thì mau giao ẩn tính ra đây cho ta. Ngươi, ta còn để lại cái mạng què mà sống. Binh mã đang ở trong tay ta, Đông Hoa là chỗ dựa của ta. Ngươi, ngươi, các ngươi và cả ngươi nữa là một lũ ngu ngốc. Binh hùng tướng mạnh đang nằm ở trong tay ta đây nè. Hãy nghe đây, quân nhân. Dạ. Đỗ Trung ơi, ta phải làm sao đây? Nếu như ta cố chấp khăng khăng giữ lấy ngai vàng thì thiên hạ sẽ đại loạn, nạn binh đao là không tránh khỏi. Còn nếu như ta nhắm mắt làm ngơ thoái vị thì sơn hà xã tắc sẽ đi về đâu? Khi lọt vào tay kẻ tham lam tàn ác như tể tướng, ta đã phạm một sai lầm không thể tha thứ được, là ta đã hại chết trung thần.
Đỗ Trung, giả như bây giờ có ông bên cạnh giúp ta qua cơn biến động này, thì cho dù có giảm đi một nửa tuổi thọ, ta cũng cam lòng. Những lời mà nhà vua vừa mới nói có thật không vậy? Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Trông có vẻ cốt cách của ông không giống người bình thường cho lắm. Chắc là ông là thần tiên cổ nào có đúng không? Nếu như ông đúng là thần tiên, xin hãy giúp trẫm, hãy chỉ cho trẫm một con đường sáng. Hoàng thượng có con mắt thật tinh tường. Ta vốn là người cõi trên, thấy được những nghịch cảnh mà hoàng thượng đang lâm phải, nên thấy lòng hiếu kỳ và nhiều chuyện. Ta cầu xin, xin hãy giúp trẫm. Hoàng thượng à, chuyện này do chính hoàng thượng gây ra, và cũng chỉ có một mình hoàng thượng mới có thể tháo gỡ được chuyện này. Ta biết lỗi là do ta háo thắng. Ta đã hại chết trung thần, khiến cho bè lũ Phản Phúc có cơ hội xoán ngôi. Giá mà còn Đỗ Trung, thì chắc chắn là ông ta sẽ phò tá ta và cùng ta mang lại thái bình cho thiên hạ. Vậy có nghĩa là nếu Đỗ Trung sống lại thì mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn xưa, đúng không? Đúng như vậy. Vậy thì nhà vua hãy nghe kỹ đây. Chính nhà vua đã ép Đỗ Trung vào con đường cùng bị quá đá, và bây giờ cũng chỉ có máu của chính nhà vua mới có thể phá giải được lời nguyền này. Được, trẫm sẵn sàng. Sẵn sàng kể cả phải bỏ lấy một phần thân thể của mình để đổi lấy mạng sống của Đỗ Trung. Hiện tại nếu như Đỗ Trung sống lại thì giang sơn này sẽ được vẹn toàn, thiên hạ ấm no thái bình. Trẫm bằng lòng. Thật sao? Đỗ Trung vốn là một cánh tay thân tín của nhà vua. Vậy thì bây giờ chính tay nhà vua phải chặt đứt cánh tay của mình, rồi lấy cái máu đó tưới lên bức tượng này. Thật đáng mặt minh quân, không uổng công ta bày trò thử thách nhà vua. Ngài đã thực sự biết đâu là giá trị của cuộc sống, đã thấu hiểu được sự hy sinh và lòng dũng cảm. Tốt lắm, tốt lắm. Ta sẽ trả lại cánh tay cho ngài. Hãy cùng nhau đi trừ gian diệt bạo, làm người có ích, vì dân, vì nước. Hồ Biên! Hoàng thượng, thật là kỳ diệu. Đỗ Trung, ta hãy mau về triều, kẻo tể tướng kéo binh mã tới, lúc đó chúng ta sẽ xoay sở không kịp. Hoàng thượng hãy yên tâm, Hạ thần còn có viên ngọc quý đây, hy vọng nó sẽ có phép nhiệm màu giúp chúng ta. Tốt lắm. Cuối cùng thì ngươi cũng đã tự giác sắc về đây, ta khỏi phải mất công đi tìm. Quân đâu? Dạ. Dạ. Lục soát trong người của hắn, tìm Mẫn Tính đưa đây cho ta. Tuân lệnh. Dạ. Dừng lại. Mà. Ủa, ông ta chết rồi mà. Đỗ Trung, ngươi đã quá đá rồi kia mà. Chẳng lẽ có một kẻ nào đó đã phá được thuật biến hình mà ta đã tu tập được nhiều năm? Tể tướng, ta không ngờ ông là môn đệ của tà thuật đen tối, hãm hại hoàng thượng. Thật uổng công tiền đế đã trọng dụng ông, cho ông lên địa vị nhất phẩm của triều đình. Nhất phẩm của triều đình là cái gì chứ? Ta mới là người xứng đáng ngồi ở ngôi thiên tử.
Nếu ngươi khôn hồn thì hãy quỳ xuống đây tung hô ta, bằng không quân sư còn chuyện hắn dở phép thuật hãm hại chúng ta đó. Hoàng thượng hãy xin ra. Đại tướng là con rắn. Thì ra đại tướng đã hiện nguyên hình là một con yêu quái. Yêu quái, trời ơi, đúng là yêu quái. Quá. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Ta miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Hoàng thượng. Đỗ Trung, đại công này là của ông. Kể từ nay, ông hãy cùng ta trị vì đất nước. Mu Tâu, qua cơn binh biến vừa rồi, hạ thần trộm nghĩ hoàng thượng đã được thử thách, rèn luyện bản lĩnh, đã đủ sức một mình gánh vác giang sơn. Hạ thần cũng đã làm tròn trách nhiệm với tiên đế, thần xin được cáo quan về quê ẩn dật, vui thú điền viên. Tuy nhiên, bất cứ khi nào hoàng thượng cần đến lão già này, hạ thần xin dốc hết sức mình tận tụy với hoàng thượng. Đỗ Trung, ta thật là cảm kích. Đất nước này may mắn mới có được một người ưu tú như ông. Kể từ đó, nhà vua trị vì đất nước, mang thanh bình no ấm đến cho người dân và sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp. Giai thoại cảm động về lòng hy sinh dũng cảm, sống có thủy có chung của nhà vua và người hầu cận trung thành mang tên Đỗ Trung vẫn được lưu truyền mãi mãi. Trời ơi, khổ rồi, khó chết tôi rồi. Cảnh trí đây thật là tuyệt đẹp. Nếu mà không tình cờ lạc vào đây, làm sao biết được nơi này? Đúng thật là tiên cảnh. Thảo nào dân làng ở đây cứ đồn á, đây là suối tiên, bãi tiên, thiên tiên từ xuống đây thăm viếng. Thật là yên tĩnh, thanh vắng. Chỉ nghe tiếng suối róc rách và tiếng chim hót. Có tiếng người, là tiếng cô gái. Giữa đường sâu trong thẳm này, lấy đâu cô gái mà dở chứ. Chết. Không lẽ yêu tinh thiện hình ra. Mình trốn rồi đã, rồi tính sao. Xuống suối tắm nữa nha. Em nói đúng. Ngày nào á ba chị em mình á cũng trốn đây tắm hết luôn. Ý mấy chị em mình nè, tụi mình mà trốn tránh đi đây á là phạm tội lớn lắm rồi. Mà ngày nào tụi mình cũng trốn tránh đi đây tắm, Ngọc Hoàng mà biết á là sẽ trừng phạt nặng lắm.
Phải rồi, Ngọc Hoàng mà phạt tội nặng á. Thôi, không tắm nữa đâu. Thôi, không tắm đâu. Thôi, không tắm nữa đâu. Chị ơi. Hả? Chị đang nói chuyện với ai vậy? Nước mát. Nước mát đi. Nước mát. Chị đang nói chuyện với hai em đó. Ôi đẹp. Đúng rồi, tuy chán trần rồi. Đồ thế này. Ôi đẹp. Sao lại như sốt. Bình tĩnh đi. Hả? Nè. Ta muốn đi về nhà. Cô bình tĩnh đi nè. Ta muốn đi về nhà. Xin cô đừng có sợ, tôi không hại đến cô đâu. Nè, mà nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Ta ở đây á là rừng sâu hoang vắng, không an toàn cho cô đâu. Nhà của ta. Ta không thể đi về được rồi. Ta bị mất. Cô mất cái gì? Một đôi cánh trắng. À không, một chiếc áo khoác. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Nếu như mà ta không có nó thì ta không thể nào về được. Gì? Cô à, vậy trước tiên á, cô phải tìm nơi nào ở để nghỉ ngơi, rồi sau đó tìm cái thứ mất rồi mới về nhà được. Có đúng không cô? Ta không có quen ai hết. Ta không biết đi đâu. Ta phải đi đâu đây? Ta phải đi đâu đây? Cô à. Cô. Nếu cô không ngại á, tôi mời cô về nhà tôi. Nhà của nhà ngươi. Ta chẳng còn sự lựa chọn nào. Không lẽ cứ lăn quanh trong rừng sâu mãi. Người này có mặt mũi khôn ngô, hiền lương, chắc là tin cậy được. Xin đa tạ lòng tốt của ngươi. Vậy xin mời cô theo tôi.
gian qua nhanh, ấm hốc ở này cũng ở lại những gia đình được 3 năm. Tuy nhiên không môi nổi đến tiếng giới. Đôi cảm nhận nàng với chàng chỗ nguyên. Nàng là người rất nghe vợ chồng với chàng. Hãy xin đừng còn cái giai thấu hình. Chạy nhanh vậy hả con? Coi chừng té đó. Cứ để con tự do bay nhảy đi. Con nít nó cần như vậy mà. Tự do bay nhảy. Nàng lại nhớ nhà nữa rồi. Thôi nè, đằng nào á, nàng không về nhà được, sao nàng không xem ngôi nhà này á là ngôi nhà duy nhất của mình? Biết là vậy. Ở đây á, thiếp đã có chàng, có con. Nhưng mà thiếp không thể nào quên nơi mình đã từng sinh sống. Vợ yêu của ta nè, nàng luôn phải nhớ rằng á, ta là người yêu thương nàng nhất trên đời này. Thiếp cũng vậy. Thiếp không bao giờ hối hận vì đã chung sống với chàng. Nhưng mà thôi, nàng đừng có buồn nữa. Ta hứa đâu sẽ yêu thương nàng suốt đời để bù đắp. Con có nhớ cha không? Chị nhớ. Nội nhập trưa nay á, cha con sẽ về. Yeah. Thôi, hai mẹ con mình vô bếp nấu cơm ha. Yeah. Lát nữa cha con về rồi. Dạ. Yeah. Chàng dặn ta đừng xúc lúa trên vàng vì đó là lúa giống. Sao lạ vậy? Vụ mùa đã qua, lúa giống sao lại còn? Hay chàng nhớ nhầm? Để mình xem lại. Chàng đã giấu mình để rứa cánh trên này mình không biết. Cái gì vậy mẹ? Con trai của mẹ. Chắc là mẹ con ta phải xa nhau một thời gian rồi. Mẹ đi đâu? Mẹ phải về thăm nhà. Mẹ cho con đi với. Ừ, mẹ sẽ nghĩ cách đó. Đưa hai cho con đi theo. Ừ. Con cầm cái trâm này nè. Nhớ là phải giữ kỹ, đừng có làm mất nghe không? Con ngoan của mẹ, bây giờ
Mẹ dỗ con ngủ nha. Dạ. Rồi con nằm xuống nè. Ngủ dậy á là cha con sẽ về với con liền à. Năm xưa chính chàng đã làm chuyện này đúng không? Chính chàng là người ăn cắp đôi cánh vì muốn kiếp ở lại trần gian. Ta mong ngài hãy tha tội vì một phút ruồi rịch ta lấy đôi cánh của ngài giấu đi. Ta nghĩ việc làm này là không biết giữ ngài ở lại. Có lẽ vô duyên nợ xui khiến ta với ngài trở thành vợ chồng sau này. Duyên nợ gì chứ, chàng là người trần gian, còn thiếp là tiên nữ trên trời. Dù có duyên có nợ thì không thể nào ăn đời ở kiếp. Huống chi bây giờ thiếp đã biết sự thật, chính chàng là người đang cắp đôi cánh của thiếp năm xưa. Có thể trước đây do duyên nợ cho nên chàng đã giấu đôi cánh của thiếp. Để hai ta nên vợ nên chồng, thì có lẽ hôm nay duyên đã hết, nợ không còn, mới khiến cho thiếp thấy được đôi cánh này. Ta xin lỗi nàng, nàng nói vậy khiến ta đau lòng lắm, nàng có biết không? Ta xin nàng hãy đưa đôi cánh lại cho ta đi. Xem như từ trước giờ nàng chưa thấy đôi cánh này. Ta xin nàng mà, nàng hãy đưa lại cho ta đi, ta xin nàng mà. Em là tiên, chàng là người, chúng ta không thể nào ăn đời ở kiếp với nhau được. Lâu nay thiếp đã chống lệnh, trốn nhà trời để kết duyên với chàng, thiếp phải về thôi. Đừng, đừng, ta xin nàng đừng đi, ta xin nàng đừng đi mà. Chức nữ à, chức nữ, còn con của mình thì sao? Nó sẽ khóc khi không gặp được nàng. Chức nữ, ô nàng không thương con sao hả? Nàng không thương con sao? Nàng có thể giận ta, trách ta, nàng bỏ đi không nói một lời, ta cam chịu. Còn con của mình thì sao? Nó tội tình gì phải sống cảnh thiếu mẹ? Nó phải sống ra sao khi không có sự chăm sóc của nàng? Chức nữ, ta mong nàng hãy suy nghĩ lại. Chức nữ, chức nữ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có con, mẹ đừng có chồng mẹ ơi. Con trai của mẹ, mẹ biết á, nếu không có mẹ con sẽ buồn, mẹ thương nhớ mẹ lắm đúng không? Sau này lớn lên con sẽ hiểu, nhưng không hờn trách mẹ. Chàng nhớ chăm sóc con dùng thiếp. Thiếp phải đi đây. Chứng nữ, chứng nữ, chứng nữ, chứng nữ nè. Anh
nữa rồi. Hai cha con ta cứ ngồi đây xem thử không sao. Nơi đây xưa kia cũng là nơi cha mẹ gặp nhau, nơi này cũng là nơi Thiên Thiên thường ghé xuống. Biết đâu mày gặp ai đó, hỏi tin tức của mẹ coi xem sao. Ê mẹ, cô đừng la lớn, đừng kêu to con, kẹo động đến người tiên đó. Cô đừng có la nữa con. Con không biết đâu. Ê đây mẹ về chưa con? Nàng ơi nàng, nàng đang ở đâu vậy? Ta và con mong mỗi nàng từng ngày từng giờ. Nàng hãy trở về, nàng hãy trở về đi. Chính nữ ơi, có ai không? Có ai giúp ta không? Làm ơn đi, có ai giúp ta không? Tên kia, nhà ngươi tên gì mà sao ngồi đó than vãn khóc lóc vậy hả? Dám kinh động đến cõi thiên, ngươi biết mang trọng tội gì không? Dạ, thần biết. Nhưng do thần quá nhớ vợ hiền, và con phải cần có mẹ. Người ơi, người biết cách nào giúp cho cha con tôi không? Tôi xin người mà. Vậy mẹ của đứa trẻ là ai và chuyện như thế nào? Quá ra là vậy, thiệt là oan nghiệt mà. Tiên chứ chồng thì làm sao mà kết duyên được? Vậy là phạm trọng tội rồi. Chị hả? Đừng vòi cả tin. Này, chàng trai kia, thế nàng tiên ấy có để vật gì lại cho cha con ngươi làm tin hay không? Nè, chiếc châm này nè, đây. Đây, đúng là cây trâm của chức nữ rồi. Trên cây trâm còn khắc tên của nàng ấy nữa. Hóa ra, đây chính là chồng con của nàng ta. Thảo nào, thấy nàng luôn ô uất, buồn rầu. Thật là tội nghiệp. Hãy giúp con chuyển lời tới nàng. Cha con của con á, thương nhớ ngàn không nguôi. Thôi được rồi, hai cha con nhà ngươi á cứ về nhà đi, rồi ta sẽ tìm cách giúp đỡ hai cha con. Dạ, xin đa tạ. Này, chồng con của chức nữ, ngươi hãy mau mau theo ta lên thượng giới thăm nàng chức nữ. Nhanh nhanh, kẻo chuyện bại lộ thì sẽ rất nguy hiểm. Còn chân chơi gì nữa, hãy vào ngay trong thúng để ta kéo lên ngay. Xin tuân lệnh, cảm ơn thần tiên. Xin cảm ơn thần tiên. Đến được con, xuống đi con. Chúng ta chỉ có đến đây để hàn huyên. Chàng nhà con là người cõi trần, không thể nào bước vào cổng được. Không được con à, khó khăn lắm để mới nhờ người đưa hai cho con lên đây. Bây giờ con phải theo cha về thôi.
về con, nhớ em vô dạng. Hai cha con á, ngồi vô thúng rồi đi về. Em sẽ dòng dây xuống lại khi nào chạm đất. Anh gõ 3 tiếng vào trống để báo hiệu. Trên này em sẽ cắt dây, chứ không bị phát hiện là khổ lắm. Con trai, cầm có thức ăn. Trên đường nếu có đói bụng á thì con lấy mà ăn nha. Ôi, con có đói bụng không? Em đói. Ôi, cha lấy đồ ăn con ăn nha. Đây, con ăn đi. Bầy quạ đã vô tình gây ra đại quạ. Do tham ăn tranh nhau mổ cơm đổ trên mặt trống, chúng tạo ra tiếng gọi vang vọng liên hồi. Cứ tưởng là đã chạm mặt đất nên chồng đánh trống báo hiệu. Nàng bèn cắt đứt dây như đã thỏa thuận. Về đâu chỉ là do bọn quạ mổ trống. Bọn bay nói cái gì? Chính bọn bay đã gõ vào trống hả? Trời ơi! Cảm cảnh thương tình, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nhìn thấy tất cả và đã tay cứu giúp. Sự thể nước thế này, ta không thể mã sắt đá với các ngươi được. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Đa tạ ơn cứu tử của Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, thiên đình vẫn có luật lệ riêng, ta không thể nào bác bỏ được. Người trần không thể sống chung với người tiên được. Cho dù các ngươi đã thành vợ thành chồng, nhưng cũng không thể nào sống chung trên tiên giới. Vì vậy, ta quyết định thế này. Chức nữ vẫn được phép ở lại làm tiên nữ, chăn tầm dệt cưới. Còn chồng của ngươi phải qua tận giải ngân hà, chăm sóc đàn trâu cho thiên đình. Hàng năm đến ngày 7 tháng 7 âm lịch, ta sẽ cho phép hai ngươi được gặp nhau. Đa tạ Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng bên kia giải ngân hàng xa xôi quá. Chồng tiện nữ Vu Lan đây, giờ chàng đã được mang tên mới theo công việc của mình, là người trần, làm sao đi qua trong ngày được. Thưa Ngọc Hoàng, ta đã nghĩ đến điều đó. Vì vậy bầy quạ kia sẽ đói công chuộc tội, chúng phải chấp cánh bắt cầu ưu thước cho hai người đi qua. Thế nào Vu Lan, người có tâm phục khẩu phục không? Ngọc Hoàng Thượng Đế anh minh, chúng thần xin đội ơn. À, à, à.